Paris thôi. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la fin, je suis malheureux. Bonjour. Volant ton chemin, tout ce que je peux. Y'a rien n'est gratuit dans la vie. Quá đẹp. Ở Paris phải ở những cái phòng này mới đã. Champagne, bút đỏ, bông hồng đỏ. Wow, thấy Place de Vendôme, baby. Wow, yeah. Trên mái của Paris luôn. Và đằng sau lưng là Place de Vendôme. Và dưới đây có tiệm Louis Vuitton, My Favorite Shop. Và bên góc là cái khách sạn Ritz, Kỳ chưa thấy không như Huy ở. Nhưng mà kỳ này mình ở trong khách sạn Hotel Cosmos. Sửa, người ta bỏ ra 7 năm người ta sửa một khách sạn cho mình ở. Oh my god, quá sung sướng. Cái nệm này đã thiệt à, cái chân toàn vẹn. Cái vali mình vô đây xuất sắc hả mày? Tủ quá nè. Tủ quá nè. Đó là cái mồ cầu có tự động. À xưa có điện luôn. Đó là theo đúng là mới. Mới bây giờ. In Pháp là cũng là standard luôn đúng không? Dạ. Cái bán lề đẹp lắm. Park Villa phòng ngủ á, anh cũng thích cái giống vậy nè. Cũng là một phong cách màu trắng, rồi đồ nội thất có màu đèn cổ điển, nhưng mà nó khác lắm. So, xong tâm bạn rồi, đợt xuân xuân em. Khách sạn này nhìn ra cái cảnh ngay trung tâm của Paris quá đẹp. Thôi ai gọi cửa vậy? Qua đi shopping giờ người ta mới giao. Ủa anh ơi, con sẽ có đặt bàn cho mình chưa? Đặt bàn 1,5 triệu. Tiền là mặt là anh đi để dành để bò người ta khỏi anh. Từ đó mình không xài tiền mặt. Này anh làm y chang giống như cho Park Villa ấy. Cái này chắc anh làm cho Di Băng cũng đẹp. Mày này bên Pháp người ta làm đẹp khủng khiếp. Đây vừa sắc và kết nối với động thao quá đẹp. Cái mốc cái nhà Di Băng anh có làm xuống giống vậy. Cái tay cầm đẹp ghê. Very simple but very glamorous. So, đây là một cái món ăn rất là đơn giản nhưng mà nó rất là lộng lẫy ha. Yeah. Em là gọi ai? Gọi Di Băng thôi. Di Băng nhắc hoài. Đang làm gì đó? Đang ở Đà Lạt. Ôi trời ơi, đang ở Đà Lạt hả? Đâu, đang ở Paris, chưa về.
một hai tuần nữa mới về, hai tuần nữa mới về. Ừ, đây đây gặp người 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 thương nè. Hello. Hello. So, how are you? Phải không? Đang ở khách sạn. Quá vui. Không muốn về luôn. Ờ, nghe Mút dẫn Di Văn theo. And thank you so much for all organization for Louis Vuitton. So good. So good to have you. Really? Yes, thank you so much. I'm doing my best. Đi mua đi shopping ở Paris mà không có người nào mà take care trong shop là khó mệt luôn. Vậy là hôm nay mình đi Louis Vuitton và cái cô bán ở bên Louis Vuitton phải qua mình tới khách sạn rước mình đến Louis Vuitton, không phải là đứng xếp hàng mà đi mua đồ luxury mà xếp hàng thấy làm sao hả? Cái này bởi mình 3.900 euro. So, mình thấy con muốn làm một cái picnic trunk lâu lắm rồi. Thì mình muốn đặt cái gì ạ? Louis Vuitton là người ta chuyên môn sản xuất cho mình. Giống như là một cái mà nổi tiếng nhất là một cái bàn thư ký sản xuất cho một cái ông dirigent đó, tên là Skokowski. Ông thiết kế ra một cái tủ, cái bàn. Mà hôm nay cái tủ đó, cái bàn đó đặt cái tên của ông luôn. Thì hồi xưa Louis Vuitton là chuyên môn sản xuất những cái sản phẩm để cho khách y chang. Okay, mình có một cái picnic trunk chắc là rất là đẹp. Sau bây giờ mình sẽ có một cái appointment ở Milan qua bên Ý gặp một cái người chuyên môn thiết kế cho Louis Vuitton về trunk. Đây là mình là khách VIP ở đây, người ta mới để dành cho mình một cái này. Đẹp hả? Mở trong nó màu xanh. Wow. Và cái sợi dây màu xanh luôn. Bự không? Có nó bự không? Cái này thấy vậy mà còn hiếm có nha. Cái này để mình bỏ dài chứ bỏ mấy cái đồ mà sắp mềm mềm nó phải gửi luôn. Thì mình có một cái rồi nhưng mà nó không có cái sợi dây, không có cái lạng này, không có đẹp bằng. Sao mua thêm cái này nữa? Paris là không có mix qua cái tiệm này được. Đi Mexico mất hết cái gì nè chị, em quá giờ còn lại. Giờ trở thành cái là cái đôi dài với cái gì nè đó nó cũng y chang nhau, để mặc đồ. Khi cần cái gì là chấm đôi dài cũng không có. Khi dài có da với nó mới đẹp. Cái có dài là ở dưới đây bằng da, có loại dưới là bằng cao su. Hay quá, cũng mua được vài đôi dài Church. Ở đây đi shopping sướng, đi shopping mà nó cần sách gì đúng không? Đi shopping là sách về khách sạn này. Đúng là mệt rồi, sách về chắc là mệt rồi. Mấy cái cuộc nặng chết. Hôm nay đi cửa tiệm MS ở Suisangre thì có bà trưởng của MS dẫn mình vô luôn chứ không cần chờ. Đồ của MS là ăn chén dĩa của MS, tách của MS, ly của Saint Louis.
Classy á. Mình sắc tên đêm tên đến tên em nè. Yves. Nhưng mà là cái Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Thế kia này bảo 5 ngày sau nó qua màu cũng thích. Thì mình còn chút xíu thời gian, bữa nay mình đi vòng vòng ở Saint-Germain. Mấy bữa nay mình đi bên Rue Saint-Honoré không? Lần sau ở Paris 1 tháng đi. Dạ. Phải cập rập. Anh thấy kia này không có lắm thứ đâu. Anh thấy quá cập rập kia này. Dạ. Thì Barbara Bùi, một thương hiệu Việt Nam sao? Nghe thấy hàng nhạc Nhật này nó tiếng đi. Anh cũng muốn thử cái nhà hàng này, nhưng mà mình mới có hàng Susan ăn bằng Việt Nam thì nó có sashimi này kia. Nhà này đẹp đấy sao. À. 36.000 euro là bằng 1.000 euro chứ có người nào không biết cái này. Ủa, mà sao cái gì mắc vậy, ở Việt Nam bán này 36.000. Ủa, cái này ở chợ Bến Thành cũng có mà. So we take this for our store in Vietnam. Cái này, cái này quá đẹp. Nó có mấy cái lá nhỏ này. Cái này nó để trái cây lên nữa. Mình sẽ lá nhỏ đây không? Dạ. Thì cái này anh có vẽ cho Park Villa rồi. Beautiful. I love the product. The product is so amazing. Thank you too. Okay. You're welcome. My company will contact you. Yeah. Okay. Yeah, thank you. Merci. Yes. Mấy ngày là chỉ cần sơn lại thôi. Chỉ đẹp không? Đây đẹp. Nice. Quá đẹp. Một cái đất nước mà nó có cá lâu lắm rồi nó mới làm ra những mấy cái này hay sao? Có là phải có nhiều người thợ mộc để chuyên môn một cái phong cách hả? Bởi vì không có ai mà làm được cái này. Bự thì bự mà không bị công luôn em. Cái này chắc cũng cả trăm năm rồi đó. Mấy cái tiệm mà nó bọc lại mấy cái này chỉ là thấy ở Pháp rất là nhiều. Ở bên Đức còn không có nữa. Một cổ giống gì. Mấy cái tòa nhà này đẹp dễ sợ. Hả? Đẹp không? Không biết phải dùng từ là đẹp hay không. Đặc biệt. Người ta giới thiệu cái nhà hàng này. Người mình ở khách sạn mà tốt mà concept giỏi là người ta mới tìm những cái chỗ rất là đặc biệt. Đó cũng là một cái dịch vụ của cái khách sạn tốt. Đúng rồi, mình bỏ tiền ra ở khách sạn mất tiền là mình được cái dịch vụ mà concept. Mà cái người concept này rất là giỏi, là mình biết cái người khách nó thích cái gì và biết cái địa điểm nào để chọn. Thì cái ông hồi nãy anh tự nói cái câu mà anh hay thường mà cái concept khác ít nói luôn. Anh tự nói là tại vì anh nói là có một mấy cái patisserie nào mà kiểu mà classic đâu á. Anh nói hầu mấy cái chỗ đó là toàn là tourist đến không à. Ông cũng tự nói luôn, mình đâu biết mình à. Mình là tourist bạn đó, cái chỗ đó hay còn mình đến là tourist không? Mình là tourist nhưng mà mình đâu có cần nhất thiết là phải đến cái chỗ mà tourist hay đến. Đúng, cái đó đóng đó là còn cái chỗ này là thật sự là đúng là inside the tip luôn đó. Và anh giới thiệu cái này quá hay. Hay. À cái cây cái bữa là để cầm cừu ăn đúng nhớ. Rồi đúng rồi đó. Các bạn có bao giờ thấy cái cây để ăn cừu chứ mình không có lấy cái đó khó nghĩ cái khó nghĩ quá điên dạ it's ngon.
đây có cái Brasserie Lip màu xanh. Ở đây xe taxi xịn không? Bonjour monsieur. We're going to Hotel Cos. Pardon? Hotel Cos? Hotel Cos? Yes. Cái đá này đẹp biết sao, giống như cái uống chính mình đang làm cũng đá mò về. Louis Vuitton ta đem qua rồi mình. Gọi cái này mới nó lạc nhịn lợt nha. Cũ đi cái nó sẽ cái nào? Limit edition. Hay là khách hàng nào mà cực kỳ thân thiết thích mình tặng. À, mua được thêm hai cái móc. Cái móc này thấy nhưng mà rất là khó mua. Anh kêu đặt 20 cái rồi. Em biết Vũ với Hữu có visa rồi đó. Vì anh cho hai đứa qua bên Milan đi triển lãm với mình luôn. Tại ước mơ của ông Hữu là cũng muốn thấy Milan một lần để thấy mấy cái kiến trúc để vẽ. Thế là Vũ lần đầu tiên được đi Âu Châu luôn á. Cũng thích dữ. Hai đứa đang hồi hộp. Anh kêu giờ chạy đi mua vé máy bay liền á. Nó cũng bay bay Emirates luôn. Thì là ngày 9 tay mình bay về, hai đứa nó bay cùng mình luôn. Bây giờ là kém 15-8 giờ, thế ở bên Âu Châu sướng không? Giờ này sáng chân thì là không có đêm luôn à, còn mắng. Rồi. Ở đây Lý thấy luôn cái Place Vendôme đẹp hả? Quá đẹp. Rue Saint Dominique. Ngày mai em đi coi tennis lúc 9 giờ. Vậy là cũng còn sáng luôn. Cũng tối sáng. Mà chỉ có Paris mới ở ngoài kiến trúc, ngoài thành phố mà làm mấy cái nào vàng ánh sáng luôn. Bóng. Hơi vắng làm sao. Chỗ này người ta để nón luôn. Cái để nón. Anh nhớ không? Chắc anh ăn cái tắc confit, ăn bịch lâu không ăn. Beef filet. The beef filet. Yeah, but the sauce is separate. Separate the sauce, okay. Medium. And medium? Cái esago bự vậy. Nó để trong là bougonje bự dễ sợ luôn. Thấy ngon ghê nha. Enjoy. Very good. Thank you, merci. So, oh má, cổ pho nước ngọt. Oh my god, có cái em thấy có tháp Eiffel luôn hả? Oh my god. Baby. Bên này gần. Ghê vậy ta.
luôn ông director của San Luis. Và sau đó mình đi ăn trong một cái private menu. Thì giữa sơ vẫn giới thiệu. Oh, really? But don't talk to me again, you come to my house because I have a lot of baccarat. Đây là một cái private member club ở Paris của Automobile. Đây là đúng nghĩa của một cái private member club. Ai muốn vô cái club này phải có một người đã member rồi mới dẫn được hai khách theo. Và ai muốn làm member trong cái club này thì phải cần hai người bảo lãnh. Và rất là khó. Và hôm nay Thái Cộng có một cái meeting với San Luis, trưởng của San Luis Thế Giới, và ăn trưa ngày hôm nay. So, let's go. Lúc này ngồi dầm thẳng ra cái tháp Eiffel luôn, Place de Concorde. Hôm nay hồ theo. Ờ, đến hồ. Ở đây bên Pháp về mấy cái đèo bên hồ này là nó bắt đầu nó giật. Thế bây giờ bên đây cũng không phức tạp. Anh có đi ăn gì buổi tối không? Không, chắc anh ở đây kiểu room service. Em rồi. Hello. I go to Roland Garros Stadium. Okay. Yeah. Anh nói tiếng Việt Nam hả? Người Việt Nam. Yes, I'm Vietnamese. Yeah. Are you Vietnamese? Yes. Oh. Trời nãy giờ anh Huy ngồi quay nhưng mà không biết anh là lái xe là người Việt Nam. So, bây giờ đã tới cái sân của Roland Garros ở Paris và bây giờ mình sẽ đi bộ vô một chút xíu để ngồi đánh giải. Không khí ở đây cực kỳ đông luôn. Đằng sau lưng Huy đây là cái stadium chính của Roland Garros. Là như tên là gì ta? À, Philippe Chatrier. Oh my god, tiếng Pháp quá độc. Yes, nhưng mà sân vận động này hình như là một trong những cái sân lớn nhất của trong những cái giải đấu Grand Slam thì phải. Yeah, ở đây đang rất là đông người. Day two of the French Open 2021 has already begun on this beautiful day. Terrific conditions if you want to play snappy, hardcore-looking tennis. John McEnroe, I'm Mary Carillo. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi và trận đấu diễn ra rất là hấp dẫn và mọi người coi rất là đông. You want like this here or? Yes, on the table. Spaghetti with lobster. So, hôm nay Huy đi xem Roland Garros tennis ở Paris. Và Thái Hồng enjoy ăn tối và dòm ra cảnh của Paris. Có một phim xưa, thật xưa, một câu hỏi tên là Dinner for One. Một cái bà già lớn tuổi, bà ăn tiệc mỗi năm đêm giao thừa.
nhưng mà bà lớn tuổi đến nỗi mà những người bạn bà chết hết trơn rồi, hoặc bà không còn ai sống nữa. Thế bà chỉ ăn một mình, mà tất cả người xung quanh là đã chết hết, nhưng mà ông bắt là ông phải đi chào những người khách để cho cái bà dạ đừng có cảm giác cô đơn buồn, bà phải đi chào từng người và bà ông uống cho những người đó luôn. Thì nó cười, mỗi lần ông uống thì ông càng ngày ông càng sai đi, xong rồi ông cứ té qua cái con cọp, con sư tử. Oh my god, cười bé bụng. Rồi cái phim nó tên là Dinner for One. Lobster, ngon quá. So, bây giờ là Huy mới coi xong và chỗ này bây giờ ra rất là đông và khó, rất là khó bắt xe. Hẹn qua anh Thái Công đã book xe sẵn rồi. Chuyến đi Pháp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay và hẹn gặp lại. Thái Công với Huy sẽ đi qua Milan. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi chuyến đi du lịch Thái Công và Huy. Thank you for watching and bye bye.